Chụp cho anh cái anh thích. Nè được rồi, tôi quay luôn nè. Rồi tôi quay luôn nè, xuống đi. Xuống đi được rồi. Nè quay tôi cái coi gì Mỹ. Quay hả, chụp lên chứ quay. Chụp cũng được nữa. Chụp cũng được nè, nè đó, thấy không? Thấy không? Thấy không? Sao quá được chụp. Xuống luôn hả? Khỏi đi với cá cám hả? Chúc nó xuống đi tham quan vòng vòng đó. Rồi tham quan đi, giờ này có gì lạ luôn. Bao nhiêu người cũng chở hết á, chở bảo đảm một lần một. Nhiều xe lắm. Ủa, rồi đi đâu nữa Nũng? Nũng ơi. Chưa đâu, vòng 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 vòng. Chưa. Trường học kêu rồi con. Dạ chở cho đi qua bánh luôn chị. Đi qua Phật Lớn người nhiêu? Đi qua Phật Lớn hả? Ừ. Đi qua Phật Lớn thì người chắc 20 hả? Ừ. 20, có 30, người 30. Hai người đi 50. Ừ. Rồi lấy 20 đi chúng người ta xuống 50 nữa. Ừ. Tại vì nếu mà chú đi rồi chú thấy trả vậy được thì chú có con cũng vẫn lấy tiền vậy. Ừ. Tại chiếc xe ta chạy đau lắm. Không. Xe làm máy lên đi đường núi mà chạy cái số 1, số 2, số 1, số 2. Nó vậy đó. 5-10 ngàn trả cho vui, với thực tế xe ôm chở rồi của mình cho ra tiền cà phê không hết nữa. Tại mới mình chưa đi rồi mình còn trả giá chứ.